cho đến năm 12 chắc nhiều nữa. Thì lâu lâu con lại con lấy mụn mà về phải làm sạch da kỹ. Mà năm 12 chắc con không có thời gian qua đây luôn á. Học đi học nhiều hả con? Đi học từ thứ hai tới thứ chủ nhật luôn. Con để lâu á nó bị viêm cái nó bị rỗ á. Chứ không phải là mụn xong rồi thôi đâu. Vấn đề là con đi học thêm từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Con không có thời gian. Thế vậy chủ nhật học quá trời vậy. Ừ. Nên học 11 mà còn học nhiều vậy lên 12 chắc học nhiều hơn nữa phải không? Nhớ nằm yên đừng nhúc nhích nha, để cô lấy không là nó phạm vào da của con á. Hột bự không luôn à. Trên đây nó có xương. Cái lại một mấy mụn trên đây hơi bự hơn á. Cứng hơn xíu không chịu khó chút nha. Nhưng mà sắp xong rồi. Chị Trúc lấy có qua đây không vậy? Mẹ đi đám thôi. Thì đó hồi lỡ có qua không? Nhưng mà đầy xíu.
cái đầu qua. Đang xưa rồi. Mụn quá trời, ráng đi cô lấy cho sạch này. Mốc đỡ đi lấy lâu. Chứ còn lần đi lần khó. Ráng cố gắng một xíu. Còn 2 phút nữa thôi, 2 phút nữa xong. Trời má, 2 phút thì ngục. Lát ăn mực hả? Về nó ăn gì, ở nhà có gì ăn đó. Lát muối gì cho tôi uống đi. Lười lớn. Gì ba? Còn cái mũi nữa, còn cái mũi nữa. Chắc mốt khỏi dám thức đêm học bài quá.